Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không ở cùng với các ông. Khi Chúa Giêsu hiện đến, các môn đệ khác đã nói với ông rằng: chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc vào bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có ông Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: bình an cho các con. Đoạn người nói với Tôma: hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Tôma thưa rằng: lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Chúa Giêsu nói với ông: Tôma, vì con đã thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Thánh Tôma tông đồ. Thánh Tôma có biệt danh là người môn đệ cứng lòng tin. Sở dĩ như vậy là bởi vì Thánh Tôma đã không tin vào lời của những anh em tông đồ khác khi báo lại các ông đã gặp được thầy mình đã sống lại. Thánh Tôma ngài đưa ra lý lẽ của mình rằng: nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọt ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọt bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin. Lý lẽ của Thánh Tôma xem ra có vẻ hơi thực nghiệm. Thế nhưng nếu đặt chúng ta vào trong tình huống của Thánh Tôma, chúng ta không biết mình sẽ phản ứng như thế nào. Bởi vì với những khái niệm kẻ chết sống lại hay phục sinh vào thời của Thánh Tôma hay là nói chung các tông đồ, thì nó nằm ở ngoài tâm trí của con người lúc bấy giờ, và cũng chưa từng có ai chết rồi sống lại. Ngay cả các tông đồ khác, các ông chỉ tin Chúa Giêsu Kitô thầy mình đã phục sinh khi Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các tông đồ và cùng trò chuyện dùng bữa với các ông nhiều lần như vậy, cho nên các tông đồ khác mới vững tin. Cho nên chỉ nghe nói thôi, chưa thấy tận mắt, chưa sờ tận tay, thì đòi hỏi của Thánh Tôma tôi nghĩ cũng là điều rất hợp lý. Bởi vì đó thể hiện của một con người chín chắn, cẩn thận, không cả tin, nhẹ dạ chỉ dựa vào lời nói của những người khác. Cũng vậy thưa ông bà, anh chị em, thực tế trong những mối tương giao xã hội, tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng có một sự cẩn thận cần thiết nào đó. Tôi đơn cử một cái việc rất thường đối với mọi người chúng ta. Khi mình mua đồ ở trên mạng,
hoặc đi ra ngoài chợ để chúng ta mua một món hàng nào đó, chắc chắn rằng chúng ta không thể chỉ dựa vào những lời quảng cáo có cánh của những người bán hàng, rồi chúng ta bỏ ra một số tiền để mà mình mua món hàng đó một cách dễ dàng. Tôi nghĩ không đâu, mà là chúng ta cũng phải được nhìn thấy tận mắt, mình có thể sờ tận tay, hoặc là mình tham khảo những cái đánh giá của những người đã dùng trước đó, rồi chúng ta mới có thể bỏ tiền ra mua được. Cho nên đòi hỏi của Thánh Tô-ma xét về phương diện tự nhiên của con người thì tôi nghĩ đó là một điều hợp lý. Nó cần phải được nhìn thấy tận mắt, được sờ tận tay. Và đối với Thánh Tô-ma, Ngài nói Ngài phải xỏ ngón tay vào trong những vết mà Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá, rồi còn thọt bàn tay vào cạnh sườn của Chúa Giê-xu nữa thì ông mới tin. Cho nên tôi nghĩ rằng về phương diện con người, điều này cũng thật sự là hợp lý. Thế nhưng thưa ông bà, anh chị em, khi chúng ta nói rằng Thánh Tô-ma đòi hỏi như vậy là hợp lý, thì những đòi hỏi và mời gọi của Chúa Giê-xu không thấy mà tin thì không hợp lý sao? Suy nghĩ thêm một chút, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giê-xu không hề xem nhẹ hay là phủ nhận của sự hợp lý, nhưng mà Ngài mời gọi Thánh Tô-ma cũng như con người ở mọi thời đại. Đó là trong cuộc sống, con người đối xử với nhau không phải cái gì cũng chỉ dựa trên lý, mà người ta còn phải đối xử với nhau còn có tình nữa. Một hình ảnh rất quen thuộc trong mọi gia đình, và tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng có thể thấy cách này cách khác tương tự như vậy. Khi cha mẹ nói với lại những đứa con thơ, chúng con đừng xỏ tay vào trong những ổ điện, kẻo điện giật chết tụi con đó. Nếu như những đứa con thơ này nó không tin vào lời của cha mẹ, nó đòi phải kiểm nghiệm rồi nó mới tin, thì thử hỏi tai họa sẽ xảy ra như thế nào. Một điều đương nhiên, những đứa con ngoan bao giờ cũng vân phục và tin tưởng nơi lời dạy bảo của cha mẹ. Cho nên ở đây lời của Chúa Giê-xu mời gọi Thánh Tô-ma hãy tin, thì đó cũng là một điều mà Chúa Giê-xu yêu thương, chịu chết để cứu chuộc con người. Cho nên Ngài có quyền để đòi hỏi một sự hợp tình hơn là hợp lý. Bởi vì suy cho cùng, khi mà những người yêu thương nhau, tin tưởng lẫn nhau, thì tình và lý cũng chỉ là một. Thưa ông bà, anh chị em, trong cuộc sống xã hội, khoa học mỗi ngày một phát triển, và dường như con người, người ta chỉ muốn tin vào những gì có thể kiểm nghiệm được, như cân đong đo đếm. Thế nhưng trong đời sống tôn giáo thì nó thuộc một lĩnh vực của tâm linh, của đức tin và ân sủng, không phải thuộc lĩnh vực của khoa học thực nghiệm. Cho nên không thể có thước nào đủ dài để có thể đo được thập giá của Chúa Giê-xu, và cũng không thể có một cái bàn cân nào hay một cán cân nào đủ lớn đủ nặng để có thể cân được tình yêu của Thiên Chúa qua Chúa Giê-xu Kitô đối với nhân loại. Với chúng ta ngày hôm nay, Chúa Giê-xu Kitô đã chịu nạn, chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta. Đó là một niềm tin chắc chắn, và niềm tin này được thể hiện qua các tông đồ, qua Thánh Tô-ma và qua Thánh Phi-líp-pê Phan Văn Minh và giới giáo hội trong suốt hơn 2.000 năm qua. Chúng ta xin cho mỗi người chúng ta luôn tin nhận và tuyên xưng như là Thánh Tô-ma, tông đồ mà chúng ta mừng kính hôm nay: lạy Chúa Con, lạy Thiên Chúa của con, để rồi
tất cả mọi người chúng ta cũng sẽ được cái phúc mà Chúa Giêsu đã hứa với Thánh Tô-ma tông đồ và với mọi người qua mọi thời đại. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Amen.